天啊。Mà chị sửa sửa hồi em không thấy đường lấy luôn đó chị à. Em sửa sao thì em lấy đường, thấy đủ lấy đi. Chị sửa hồi nó tội ôm luôn đó chị. Nó mua kiến một chỗ của mình hay sao? Vậy chào. Mua kiến bao nhiêu tiền anh? Em không nhớ, này nhìn đồ hơn trăm sao? Nhiêu? Cái gọng hơn trăm. Tại đó coi chị mua tới 800 mấy. Cái gọng khác, cái mắt kiến khác má ơi. Cái gọng mua số be. Còn cái chồng thì đi khách. Trăm mấy thôi. Có trăm mấy hả? Được cái giọng của mình trăm mấy chứ mà nhiều. Chủ yếu là cái mắt kiến nó mới mắc chứ. Cái chồng kính thôi chứ cái kia coi trăm mấy à. Chị có hận gì ngoài nó nhóc đầu em vậy không hả? Sao chị? Hận hả? Hận. Hận không? Cái giờ tụi em nói hận cái không biết chị làm gì mình luôn. Để em về em inbox nha. Inbox riêng à? Dạ, inbox riêng. Ừ. Nhiều khi em muốn đấm chị một phát đúng không? Nhiều khi em muốn đấm chị đó một phát mà không được. Cái chị chụp màn hình gì gửi qua cho ngoài. Bữa sau em biết là số em đi tới đâu đấy. Không nên đe dọa khách hàng nha. Nó lên nó trong một sao là thì dịch nó đưa đẩy. Tự mình khen mình luôn vậy trời. Sập cái tủ lạnh luôn này trời. Chỉ có chị Huy rồi. Sao mà biết lắm rồi. Bà mạnh bạo ghê.
Tủ lạnh nó đang kêu tao có tức tình gì với mày này. Tao chỉ hay mạnh tay vậy. Biết là tay bà còn đau, tay bà mà không đau thì thôi vậy hả? Làm gì? Tự nhiên mai bận áo lưu luôn nha. Mà áo lưu cho nóng à? Chứ sao giờ? Thì khi nào quay thì bận nồi chứ. Như ơi, lấy cái cọc tóc đi hoài đây. Tính ra có một sợi thôi luôn á. Mai cắt bà nó đâu đi. Mà xong rồi nhìn đầu lúc nào như con điên luôn. Tóc không mọc nổi luôn đấy. Giờ mà không để mái thì nó hói, mà để mái thì nó vướng. Không biết sống sao cho vừa lòng. Cảm giác nó sang dịch lên đây xíu này. Rồi. Đây là sẽ cử người ôm cho nó ấm. Hết rồi chưa? Tự ai tự chị hả? Chứ sao? Thôi ngàn năm có một. Rồi tớp liền chứ sao? Bạn ngon. Không chị. Xôn đi chứ. Làm gì em nhìn cho miếng. Đang đói bụng. Cái gì vậy? Người ta đang đói bụng. Ông kia cũng nhiều chuyện nữa. Yeah. Giờ người yêu nó kêu đi đi đâu gọi không thèm bút máy, chia tay còn phải đi thăm nữa. Chia tay đi chứ còn đỡ đi thăm không? Ừ. Chị em bằng tuổi chị vậy hả? Em lái ngoài nhỉ? 93 kìa. Có
thôi bỏ đi qua qua hút bé này là nặng mụn miễn phí nè, khỏi cần phải trị mụn luôn, nó không phải, nó thích người bị mụn. Ủa, bằng tuổi chị hay bằng tuổi em? Tuổi em á. Hợp nha mà. 93 bao nhiêu năm hợp mà. Ừ. Không nói thật đấy. Yeah. Anh nói chị cũng hợp mà, thôi đến với nhau đi. Cái gì, cái gì, đâu. Cái gì cũng muốn lắm nhưng người yêu nó không cho rồi. Đúng không? Ông mà sao người yêu sao dữ vậy không? Ở trước em làm bên đó mà em về nhé. Không đừng tạo nghiệp nữa hả Hoài ơi. Không có nói gì đâu, cũng lần này với mình chị nói luôn á. Không, chị sao không tạo? Biết sao chị ý rồi đấy. Có hàng đến đây kìa. Hình như cả tâm hay sao? Bật mà phòng bên kia đi ạ. Đi cho cô Hằng qua bên kia luôn đi. Hai người đi chung mà. Tâm ấy. Ngắn của hàng vừa tóc dài đâu. Hồi bên kia em làm mà hay được. Được 200. Hầu như toàn em làm không à? Có đợt là chị em làm đó. Ừ, còn không được. Trời ơi, điện thoại chị nóng. Nó hơi nóng. Nóng. Đừng có xem cái đâu. Này buồn cười lắm. Mà đi xe ba là bà ngủ ngon lành. Ồ, kia dưới bà ngủ được. Mà ở nhà là thôi ạ.
ở nhà không ngủ được nha, mình cứ đi sofa là ngủ. Nhẹ, nhẹ, nó kêu nhẹ mà. Thì nó kêu nhẹ mà. 5 với 80 rồi nặng. 80 thì vẫn chưa nặng lắm, khi nào mà 60 vậy à? Bà nội luôn. Bà nội em luôn. Nói là một ôm vợ mà tưởng là bà nói. Không, không phải, tưởng tượng nó đang ôm bà nội chứ. Cho dì ngủ. Em đau quá. Nói gì em vú xuống mà cho ăn mướt không. Được rồi, để yên. Sao cái thằng nó cũng chịu được bà đó được cũng hay ha. Mình nhìn thấy bà đó cũng còn ngon mà. Có hai thằng gì nữa, một thằng ở ngoài Bắc, một thằng trong Nam gì nữa. Bà đây, bà kia đi theo Hoàng Hường cái gì mà giờ méo vào mặt đây. Hồi xưa là cứ chạy ra muốn chết luôn này. Dưới này có nó đâu. Đó nè, cục này lục gì. Chị dưới này chứ, chị trên này sao em biết. Nhà có mặt là nghệ không vậy anh? Em có chị. Ok, nhớ đắp thường xuyên nha. Trong giai đoạn này đắp là tốt nhất nha. Cứ đắp đi cho nó đầy sẹo. Sửa sau này nó bị chai cái đầu của nó sơ cái sẹo rồi nó lâu hơn.
Mọi cụ không? Chị không cảm giác đau, cảm giác gì khác hết á. Cái cầm cây kìa Như. Chị thích cầm cây Như. Cầm đó hả chị? Ừ. Cầm nó có cảm giác đau không? Đúng rồi, nó vậy nó mới đi thẳng xuống thời gian chỗ. Em không cầm nó chạy cũng như không á. Rồi. Đi vào ngồi đi.